Tôi tên là Trần Quang, tôi đang công tác tại trường Vàng Phổ Đông. Là công việc chính của tôi là công việc giảng dạy môn thể dục tại trường. Ngoài ra thì cô làm công tác sửa chữa, bảo vệ các trang thiết bị trong trường. Và khi mà tiếp xúc với tất cả các em thì cũng có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn đó thì có một em tên là Thảo My. Và hiện tại em cũng đang học cái lớp mà tôi đang dạy. Con tên là Nguyễn Ngọc Thảo My, năm nay con 8 tuổi, con học lớp 33. Hiện tại con đang sống với bà ngoại, và ông ngoại và mẹ con. Mẹ con với ông ngoại con đang làm thợ hồ, thường thường thì chủ nhật mẹ con mới về. Dạ, con bị bệnh này từ nhỏ tới lớn. Căn bệnh này làm cho con rất tủi. Dạ, các bạn nào cũng xa lắng con. Con rất mong muốn được chữa bệnh để không có ai muốn xa lắng con nữa. Chú đến giúp đỡ tiền cho con. Cũng không có chữa trị cho cháu được. Nó bị sắc tố da. Hỏi cặp tay với cái mặt của cháu thì chị khoảng bao nhiêu thì người ta nói cũng khoảng 100 đó. Còn nếu mà hết cơ thể con người của cháu thì nó còn phát sinh ra nhiều hơn nữa. Tối đêm nó ngủ nhiều khi nó lăn qua trở lại thì nó có cắn vô mấy cái mục ở trong cái lưng đó thì nó đau. Thành ra tối tôi phải nêm mền, nêm đồ cho cháu nó nằm cho đỡ đau. Thường thầy Quang cũng thường xuyên đến thăm gia đình tôi. Thấy gia đình tôi mà khổ sở thì thầy Quang cũng có giúp đỡ. Tôi cũng thường xuyên thăm hỏi em, động viên em, cố gắng làm sao để hòa nhập với bạn bè. Mong muốn khi tham gia chương trình này giúp đỡ cho bé My được chữa bệnh. Đó là cái mong ước của tôi. Người sang chiếc áo trắng trên con đường đến lớn. Từng sang chiếc áo trắng trên con đường phía trước. Mang theo niềm vui, phù phép mau tin bao dung. Tấm áo chưa đựng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng. Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều và tiếng yêu thương. Thầy hát hay quá. Thầy đẹp trai hát hay quá. Là một vì sao chiếu soi tương lai. Lòng thành dòng sông cuốn trôi muôn phiền để em vui ca hát. Bao buồn vui thoáng trên mặt em vì những cuộc sống mưu sinh. Lo toan muôn phiền áo trắng chỉ là niềm mơ. Đêm em nằm mơ ba tiếng hiện ra và biến phép màu cho em. Xua tan nhọc nhằn và ban áo trắng tương lai. Người sang chiếc áo trắng trên con đường đến lớn. Bừng sang chiếc áo trắng trên con đường phía trước. Mang theo niềm vui, phù phép mau tin bao dung. Tấm áo chưa đựng lòng biết ơn. Cuộc sống có những lúc rất cần tình nhân ái. Hãy đón lấy ánh mắt những nụ hồng tươi sáng. Mong sao trẻ thơ gặp thật nhiều và tiếng yêu thương. Xin chào thầy Quang. Dạ, em chào ba vị giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây. Bé My hôm nay có đi phải không? Dạ, bé My với bà ngoại và cả cô hiệu trưởng phải không ạ? Con mời bà ngoại, mời My và mời cả cô lên đây cùng với thầy Quang nha. Con gái ơi, khi con đi vào lớp
Thường các bạn nói với con như thế nào? Các bạn chửi con là chó đốm. Con có giận cái bạn không? Dạ không. Tại sao con không giận? Vì có bà ngoại bên cạnh con an ủi con. À, trong lớp bạn nào chơi thân nhất với con? Dạ bạn đó tên là Khánh Vy. À, bạn nói bạn thích con ở điểm nào? Bạn thấy con như vậy bạn không có sợ nên bạn chơi với con. Ồ, đấy con thấy không? Có nghĩa là như thế này, mình vô tình mình có căn bệnh này, có nghĩa là mình không may mắn thôi con nhá. Không có sao hết, chỉ là do mình xui thôi. À, và các bạn không có chơi với mình, và các bạn nào mà chửi mình là vì các bạn nó còn nhỏ, các bạn không có hiểu. Hả? Thì cũng có một bạn Vi, bạn ấy hiểu con, bạn nó lớn rồi đó. Mình cứ nghĩ như vậy ha, có nghĩa là lớn lên sau này sẽ có người hiểu con. Cái quan trọng hơn hết không phải là gương mặt hay là hình hài này của mình đâu, mà là mình học có giỏi hay không, mình có ngoan hiền, có hiếu thảo hay không, và mai mốt ra đời mình sẽ làm được những gì cho mọi người, đúng không con? Dạ. Nha, kể từ ngày hôm nay hứa với chú Thành là mình sẽ không bao giờ buồn vì những lời nói đó nữa. Ai nói mình coi như mình không nghe, được chưa? Dạ con hứa. Hứa nhau nha. Ok. Vi rất là giỏi và cũng rất là hiểu chuyện. Hôm nay thầy Quang đến đây, thầy Quang hát cho gia đình bé My, nhưng mà Vân cũng muốn hỏi thăm Quang một chút về hoàn cảnh của Quang hiện nay. Hoàn cảnh thì cũng cũng khá là khó khăn. Thì trong cái quá trình công tác tại trường á, thì 3 năm đầu tiên thì em chỉ là học đồng thiện giảng của trường thôi. Những cái công việc và hỗ trợ cho trường thì em cố gắng em hỗ trợ về cái phần bảo trì, sửa chữa và cộng thêm trực đêm tại trường, giúp cho em có cái khoản ngoài để em cố gắng em học tập tốt và dạy tốt hơn. Hoàn cảnh của thầy cũng còn khó khăn, cũng còn thiếu hụt, nhưng mà thầy lại đến đây để hỗ trợ cho gia đình của bé My. Cô hiệu trưởng ơi, cô hiệu trưởng thấy là thầy Quang cũng như là bé My á, câu chuyện về tình thầy trò này trong mắt cô hiệu trưởng như thế nào ạ? Thì em Quang nói là nguyện vọng của em chỉ muốn làm sao để mà chữa bệnh cho Thảo My. Thì hy vọng rằng khi mà chương trình phát sóng thì các bác sĩ chuyên khoa về da liễu biết được hoàn cảnh của em, có thể có hướng chữa trị giúp đỡ cho em có hình thể bình thường như các bạn, để em tự tin hơn khi mà tiếp xúc với lại bạn bè, với các bạn ở trong lớp cũng như là ra ngoài xã hội. Cảm ơn cô. Xin hỏi ban giám khảo là tiết mục vừa rồi của thầy Trần Quang đã để lại trong lòng ban giám khảo những cảm xúc và những suy nghĩ gì? Xin mời Kayo Gió. Đầu tiên Kayo cũng thật sự là thấy rất là xúc động trước khi hoàn cảnh này. Nhưng mà Kayo thấy Thảo My là một người rất là dễ thương, rất là ngoan, và đặc biệt hơn nữa là một người rất là dũng cảm. Và chú Kayo nghĩ là quan trọng là mình lúc nào cũng biết mình là ai, tự tin, và mình làm những điều ý nghĩa, mình bỏ qua cho các bạn mà không hiểu mình, vì sớm muộn họ cũng sẽ hiểu thôi. Be strong, bro. Yeah, I'm trying. Thông qua bài hát vừa rồi, là thứ nhất là Kayo muốn nói là thầy Quang là một người cũng rất là dũng cảm, hát có giọng hát rất là bay bổng, và chọn một bài hát đúng với một cái chủ đề về tương lai, về cái sự vươn lên. Mà Kayo tin chắc rằng là trong tương lai Thảo My sẽ trở thành một người rất là tốt, và là một con người rất là hiểu biết vì đã trải qua rất là nhiều khó khăn lúc nhỏ. Thì là Kayo thấy thật sự là bài hát này nó quá hợp với Thảo My, và xin chúc mừng bạn đã thể hiện rất là tốt những cái cảm xúc của mình thông qua bài hát này. Cảm ơn Kayo. Đấy là Kayo thấy là tốt thôi, chứ còn tôi thì tôi lại có như này, tôi là có cảm tình cực kỳ với lại ông thầy, phải gọi là oppa. Oppa, rất là đẹp trai hả? Ủa? Tôi đang ganh tị giùm cho người phụ nữ sắp tới sở hữu được anh.
sao lại sắp tới, nhiều khi có rồi sao? À, có chưa anh, có chưa, có ai chưa? Dạ cũng đang quen. Rồi xong. Hết rồi, hết rồi. Mấy em ơi, hết cơ hội rồi. Tôi thấy một số khán giả nữ mới đang ngồi. Hết rồi. Chị Cẩm Ly, Thảo My, các bạn trong lớp của con hoặc là những bạn ở ở quanh xóm của con, nếu mà xem được chương trình này, thấy được những cái chia sẻ của con, các bạn sẽ hiểu được cái nỗi lòng của con để mà có thể chơi và hòa nhập với con, không có sợ con nữa, để cho con có thể vui vẻ chung trong cái cuộc sống cũng như là trong lớp học, mình sẽ hòa đồng với tất cả các bạn thì con sẽ đỡ buồn đỡ tủi hơn. Cô rất là mong như vậy. Giờ Thảo My với bà ngoại xuống dưới tiếp tục cổ vũ cho thầy Quang nhé. Cảm ơn cô hiệu trưởng.